Như mình đã giới thiệu qua cái video mà cây cấm kia, thì đây là cũng là một sản phẩm ăn theo, đó là dùng mũi khoan các bạn. Thì cái cây đây là một cái mũi khoan chuyên nghiệp, nó chuyên nghiệp từ cái cây khoan cũng rất là đẹp các bạn. Đây là cái mũi nè, chúng ta có dặn sắn rồi chúng ta xoay rất là dễ dàng. Và thứ hai nữa là mũi khoan rất là nhiều, từ 0.8 cho đến 3 chấm. Thì là chúng ta sử dụng nhiều nhất là sản phẩm từ 0.8 là nhỏ nhất, để khoan vô những cây giả hạt nhỏ, dạng nhỏ. Nhưng đối với những cây mà dendro to bự như vậy thì chúng ta thể dùng sản phẩm mũi to hơn, cũng rất là phù hợp. Thì cái sản phẩm này là một sản phẩm phục vụ cho việc ra kia. Thì sau khi chúng ta khoan vào cái lỗ bên dưới cái trong cái thân này thì chúng ta sẽ bơm chất kia vào. Và cuối cùng là chúng ta làm gì ạ? Chúng ta chờ khoảng 15 phút thì chúng ta dùng cái keo liền da Mỹ hay là Mỹ Tiến màu đen, chúng ta bịt lưỡi thương lại là xong. Một số bạn bây giờ thì dùng bơm chích rất là nhiều, nhưng mà nhiều khi tự phát rồi phải đi mua, không biết mua cái mũi khoan ở đâu rồi thế nào này kia vân vân. Như đây là sản phẩm rất là xịn các bạn, nó là một dùng inox đó, mũi khoan dùng inox rất là chất lượng, rất là tốt. Và chúng ta có thêm cái cán này, nó rất là chuyên nghiệp các bạn ha. Đây là một sản phẩm chuyên nghiệp để chúng ta sử dụng cho hoa lan. Thì Mai Quy xin giới thiệu đôi đó. Thì hôm nay trời cũng âm u, trời đợt này mưa bão, nhưng mà sản phẩm mới thì phải giới thiệu liên tục. Thì sẽ giới thiệu tiếp cái sản phẩm này chuyên để làm rễ kiểu cây lan. Sau khi chúng ta ra kia rồi thì chúng ta nên làm rễ của cây lan các bạn ha. Thì cái sản phẩm này là chiên điều đó, thì mình Mai Quy sẽ quay cái video sau. Sản phẩm này đây hiện tại đang sử dụng rất là nhiều các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng ta có thể mua cái sản phẩm khoan kia dẫn trang web khoanongnghiep.com rất là dễ dàng. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé. Mai Quy cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để các bạn là người đầu tiên nhận được những video mới bên công ty Mai Quy mình, và nhận được những video kiến thức chia sẻ kinh nghiệm trồng lan. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn thành công và có những giờ lan đẹp. Xin chào.